Huấn luyện viên Luis Enrique mạnh mẽ bao nhiêu trong phòng họp báo trước trận, thì trên sân, các cầu thủ của Paris Saint-Germain lại làm điều ngược lại trước Barcelona. Kylian Mbappé, ngôi sao được kỳ vọng nhất trong đội hình của Paris Saint-Germain, đã có một ngày thi đấu đầy khó hiểu trước đại diện tới từ Tây Ban Nha. Dù xuất hiện trên sân 90 phút, thế nhưng người xem trận đấu này phải tập trung lắm mới cảm nhận được sự xuất hiện của anh trên sân. Không bàn thắng, không được kiến tạo, tung ra 3 cú sút nhưng đều không trúng đích. Mbappé dường như bị cõng trước hàng phòng ngự của Barcelona. Một pha qua người thành công, thắng 2 trong số 10 pha tranh chấp tay đôi và để mất bóng tới 13 lần. Mbappé tàng hình, Paris Saint-Germain để thua 2-3 trước Barcelona và đánh mất lợi thế trong trận lượt về. Không biết anh chàng ninja rùa này có lỡ xem cậu em Erling Haaland thi đấu hay không, mà tình cảnh lại giống nhau như thế không biết. Đều là thành viên của hội vô hải ấy mà. Cristiano Ronaldo, anh chính là ngôi sao trên võ đài. Admin kênh TikTok của câu lạc bộ Al Hilal đã viết caption đầy thu hút như vậy để miêu tả về những lần sử dụng võ thuật của Ronaldo trên sân bóng. Hình ảnh bên trên là clip tình huống anh bảy quá khổ rồi quật ngã tiền vệ Gustavo của Al Hilal. Hình ảnh bên dưới thì ai cũng biết rồi. Anh bảy có pha vung trỏ mạnh như trời giáng khiến Ali Al-Bulehi nằm lăn lộn trên sân. Không biết từ bao giờ mà Ronaldo từ một siêu sao bóng đá lại biến thành siêu sao võ thuật thế nhỉ? Kiểu này thì anh bảy nên sang Mỹ đăng ký tham gia giải đấu vật biểu diễn WWE. Chứ ở Ả Rập Xê Út có ai mà như anh đâu chứ? Mặc cho những lời chế giễu từ câu lạc bộ Al Hilal cũng như các anti-fan, anh bảy vừa xuất hiện rạng ngời trên mạng xã hội như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nếu như Ronaldo đã gần như trắng tay ở mùa giải năm nay, thì dường như cuộc cạnh tranh giữa Messi và Ronaldo vẫn chưa bao giờ dừng lại. Khi mới nhất thì Inter Miami đã để thua 1-3 trước Monterrey. Messi cũng đã cùng với Inter Miami phải tạm biệt khỏi tứ kết của CONCACAF Champions Cup. Chúng ta vẫn luôn thấy những điểm chung nào đó giữa Messi và Ronaldo, lúc thăng hoa nhưng cũng có lúc cùng nhau thăng trầm. Alexis Mac Allister đang là thần tài của Liverpool. Tuy nhiên, đội bóng cũ của anh là Brighton cũng đang được hưởng ké. Mùa hè năm ngoái, Brighton đã bán Mac Allister cho Liverpool với mức giá 35 triệu bảng. Dường như biết trước được tiền vệ 25 tuổi, kiểu gì cũng tỏa sáng, nên ban lãnh đạo của Brighton đã tìm mọi cách để cài cắm thêm điều khoản có lợi cho đội bóng. Nếu Mac Allister có nhiều đóng góp cho Liverpool, thì Brighton sẽ có thêm chút lợi lộc. Nếu như Liverpool mà vô địch Ngoại hạng Anh mùa này, lập cho Brighton còn lớn hơn khi họ có thể bỏ túi ít nhất là 10 triệu bảng. Mac Allister đúng là cục cưng của cả hai. Liverpool mua anh thì quá hời, còn Brighton cũng hái lộc khi bán ngôi sao người Argentina. Sau vài lần bị hoãn, cuộc đọ sức giữa Tottenham và Manchester City tại Ngoại hạng Anh cuối cùng cũng đã được lên lịch. Theo đó, hai đội sẽ gặp nhau vào lúc 2 giờ rạng sáng ngày 15 tháng 5 tới, theo giờ Việt Nam. Đây được xem là một trong những trận đấu mà tính chất quyết định trong cuộc đua đến ngôi vô địch. Tottenham và Manchester City đụng độ nhau chỉ 2 ngày sau khi Arsenal hành quân tới sân của Manchester United. Ngay từ bây giờ, các cổ động viên của Tottenham đã bắt đầu lên tiếng đe dọa các fan của Arsenal. Nếu phải thua Man City để chứng kiến cảnh Arsenal tuột mất chức vô địch, thì các fan của gà trống sẵn sàng kêu gọi các cầu thủ làm điều đó. Nếu như vậy mà vẫn chưa đủ, thì sẽ có luôn 62.000 cổ động viên Man City xuất hiện trên sân vận động Tottenham Hotspur ở trận đấu đó. Các cổ động viên của đội bóng cùng thành phố đã không ngại đóng phải ác, thì các fan pháo thủ cũng nên chuẩn bị tâm lý đi là vừa. Manchester City đang bị cáo buộc vi phạm 115 hành vi về quy tắc tài chính cũng như các quy định về lợi nhuận và tính bền vững. Tuy nhiên, cho tới thời điểm hiện tại, nửa xanh thành Manchester vẫn bình yên vô sự. Phải chăng Man City giờ đứng trên cả luật pháp luôn à? Nói thế thì có vẻ hơi quá, nhưng sự thật là bây giờ khó ai có thể xử nổi The Citizen. Với những dòng tiền chảy đều như vô tận, giới châu vụ của Man City đã thuê những chuyên gia pháp lý giỏi nhất để đấu trí với dàn lãnh đạo của Premier League. Những bộ óc siêu phàm của các thành viên trong đội ngũ pháp lý đã giúp các sếp lớn của Man Xanh tiếp tục được tận hưởng những đêm giải ngon giấc, trả bù cho Nottingham Forest và Everton. Các ông chủ của hai đội bóng đã phải mất ăn mất ngủ sau những lần bị Premier League trừ điểm. Huấn luyện viên Pep Guardiola có thể sở hữu ngoại hình không mướt mượt mượt như một số đồng nghiệp bảnh dài khác. Tuy nhiên, xét về độ sành điệu thì thầy của Erling Haaland cũng rất ra gì và nảy nọ. Ở trận đấu gặp Real Madrid mới đây, dường như Guardiola sẽ đeo một chiếc Apple Watch đời mới nhất cho ra dáng dân thể thao nhưng chắc vì sợ cộng đồng mạng trêu nên Thành đeo luôn chiếc đồng hồ trị giá hơn 1 triệu bảng cho Watch. Chiếc đồng hồ mà Guardiola đang sở hữu thuộc hàng có tiền cũng không mua được. Hiện nay, trên thế giới chỉ có 50 chiếc mà thôi. Trong giới thể thao, ngoài thầy Pep ra thì chỉ có Rafael Nadal là đang sở hữu của hiếm này. Không biết ở trận lượt về, thầy Pep sẽ lại khoe hàng gì nữa đây nhỉ? Các cổ động viên của Bayern Munich như muốn trầm cảm khi vừa nghe tin dữ từ đội nhà. Hai ngôi sao của họ là Sergio Nápry và Alphonso Davies sẽ bật chế độ đăng xuất ở trận tứ kết lượt về UEFA Champions League với Arsenal. Davies sẽ vắng mặt vì đã nhận đủ 3 chiếc thẻ vàng. Trong khi đó, chấn thương gân khoeo vừa gặp phải khiến Nápry khó lòng ra sân trong ngày trở về sân Emirates. Vẫn còn hơn một tuần nữa để Nápry phục hồi, nhưng nếu có kịp lành lặn đi chăng nữa thì tiền đạo người Đức cũng khó mà chơi hết công suất. Những người hí hưởng nhất lúc này có lẽ là các fan của Arsenal. Cờ đã tới tay mà thầy trò huấn luyện viên Atita không phất thì các fan cũng chịu luôn đấy. À mà, ở trận lượt về, thầy Atita nhớ nhắc các học trò đừng có chơi trò trẻ con như kiểu của Gabriel Magalhaes nữa đây nhá. Người ta cứ nói ra nói vào, mệt tài lắm.